Không phải là cái sự trói buộc đến bắt họ, mà họ muốn ở trong trở lại cái sự trói buộc. They try to put all of us in bondage. Và còn muốn bắt những người khác như chúng ta cũng vào sự trói buộc như họ nữa. See, that is what the devil will do. Và đó là cái mà kẻ thù ma quỷ nó muốn làm. When a person is in bondage, nếu mà một người bị trói buộc, can you come here? Mời một ví dụ. You know, I can pick you, okay? This, you can come up, you know, come up here. Hallelujah. Okay. You know, okay. I'm just, you are an example. Tell her. Mời đây là một ví dụ. She is a wonderful. I mean, you know, I love her and I love her husband. She is a wonderful person. Một người. She's great. But I'm using an example, okay? Tôi chỉ sử dụng để làm cái ví dụ thôi. But actually she is opposite to what I'm going to say now. Và nhưng mà nếu mà nó ngược lại, đối lập với cái điều mà tôi nói bây giờ. She is in bondage. Bây giờ giả sử như là đây người này đang ở trong sự trói buộc. She is being controlled by spirit. Và đang bị một cái linh mà nó kiểm soát. Because remember where the spirit of the Lord there is what? Freedom, isn't it? Chúng ta nhớ là đây có thần của Chúa, nơi đó có sự tự do. So if there's a Holy Spirit, what is? Và nếu mà không phải là Đức Thánh Linh thì là cái gì? Freedom. À, có Đức Thánh Linh thì là có sự tự do. But when there's no Holy Spirit. À, nhưng mà nếu mà không có Đức Thánh Linh. What is? Thì gì? Bondage. Thì sự nô lệ, sự trói buộc. Okay. She is controlled by a wrong spirit and she is in bondage. Tức là người này bị kiểm soát bởi một cái linh sai lầm và trong sự trói buộc. And she is in control. Và trong sự mà bị trói buộc. Kiểm soát. Now she is in control. Và khi mà trong sự kiểm soát, you know what she will do? Thì cái điều mà người này làm sẽ là gì? She want to control everybody. Thì người này cũng sẽ kiểm soát mấy người khác nữa. See, controlling people who have a controlling spirit, they like to control others. Người nào bị linh kiểm soát cai trị thì cũng muốn kiểm soát những người khác. You know what happens? They want to put you in bondage. Tức là điều gì xảy ra? Tức là nhân vật đó cũng sẽ mời bạn vào trong cái sự trói buộc. Remember, I told you these people are fleeing from other country, coming here, but they're not enjoying the freedom. They're putting themselves in the bondage. Tức là những người họ đến đây sự tự do, họ cũng không vui hưởng sự tự do mà họ cũng tự mình đặt trong sự trói buộc. And they're putting themselves in the bondage. Not only that, but they want you to be in the bondage. Không những chỉ họ tự mình ở trong sự trói buộc thôi mà họ cũng muốn bạn ở trong sự trói buộc nữa. And if you're not, they persecute you. Và nếu mà không ấy thì họ sẽ bắt bớ. See, that is what the devil does. Và đấy là điều mà ma quỷ nó làm. But thank God. Nhưng cảm ơn Chúa. You know, when she is free. Và khi mà cô được tự do. For example, she is controlled by the spirit. Now she is free. Trước đây là bị linh kiểm soát nhưng bây giờ cảm ơn Chúa cho cô được tự do. Because she is free. Bởi vì khi mà được tự do rồi. She wants everybody to be free. Thì cô cũng muốn mọi người khác được sự tự do. Hallelujah. 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 See, that is. Amen. Thank you very much. Thank you. Cảm ơn. Hallelujah. Praise God. So, see, Jesus set you free. Vậy Chúa Giêsu giải phóng bạn được tự do. And he translated you from the powers of darkness and brought us into his kingdom. Và chuyển rời bạn từ nước tối tăm sang nước sáng lạ của con, của yêu dấu của Ngài. And in God's kingdom there's righteousness, peace and joy and the Holy Ghost. Và trong vương quốc của Đức Chúa Trời là có sự bình an công và vui vẻ của Đức Thánh Linh. See, in God's kingdom. Vậy ở trong nước Đức Chúa Trời. Not silver. Not silver. Không có bạc. No gold. Không có vàng. No fame. Faith. In God's kingdom there's no material things. Không có những cái của cải quý vật chất. But in God's kingdom, trong righteousness. Nước Đức Chúa Trời sẽ công bình. That means right living. Có nghĩa rằng đó là sống đúng đắn. What is right living? Sống đúng đắn là gì? A living like God said. Là sống giống như Chúa nói. That's it. Amen. What did God say? Vậy Chúa nói điều gì? Brother, I don't know what God said. Vậy mục sư tôi không biết Chúa nói gì. He said, Ngài nói, love the Lord with all of your heart. Yêu mến Chúa hết lòng của mình. With all of your soul, with all of your mind, with all of your strength. Hết tâm trí, hết sức lực.
And love your neighbor just as you love yourself. Và người yêu người bên cạnh nhé, cũng giống như chính mình. That's người it. Lân cận. That's it. Tất cả là vậy. Hallelujah. Hallelujah. See, religion makes sometimes things more complicated. Tôn giáo ấy thì đôi khi làm phức tạp hóa vấn đề. If we keep the loving God with all of our heart, soul, mind and strength and love our neighbor just like ourselves, everything all is connected together in that one word. Nếu chúng ta đặt cái lời mà Chúa nói yêu mến Chúa với hết cả tâm hồn, sức lực, tâm trí của mình ấy, bao trùm và mỗi cái nhỏ nó đều liên hệ với điều đấy. See, because I love others just as I love myself. Bởi vì tôi yêu người khác giống như là tôi yêu tôi. I will never do evil to someone else. Đã như vậy thì tôi sẽ không làm xấu cho ai. I will never. Thì tôi sẽ không bao because giờ làm xấu được. I cannot do evil to me. Bởi vì tôi làm như vậy và tôi không thể nào tự làm xấu cho mình. So how can I do evil to someone because I love them just like I love myself? Làm sao tôi có thể làm xấu cho người khác khi mà tôi yêu người người đó cũng giống như yêu tôi? See, you want to do good to you. Vậy bạn muốn làm tốt cho chính mình đúng không ạ? You know what you're going to do? Thì cái điều mà bạn làm là gì? You want to do good to others. Thì bạn cũng làm tốt cho người khác. Hallelujah. Hallelujah. See, this is how the kingdom of God operates. Và đó là cách mà nước Đức Chúa Trời hoạt động. And when we do that, there's a freedom and there's a liberty in Christ Jesus. Mà nếu mà bạn làm như vậy thì có sự tự do, có sự giải phóng ở trong nước này. The worldly way is completely opposite to God's way. Cái cách thế gian ấy hoàn toàn ngược so với cách của Đức Chúa Trời. The worldly ways is love yourself, keep it everything for yourself. Cách của thế gian ấy đó là hãy tự yêu chính mình và hãy giữ cho mình. You know, all you do just think about yourself. Và tất cả mọi cái cũng nghĩ cho mình. But God's way is. Nhưng mà cách của Đức Chúa Trời. Forget yourself. Quên chính mình. It's Bible says you need to deny yourself. Kinh Thánh nói đó là hãy từ bỏ chính mình. Hallelujah. Hallelujah. See, if you deny yourself, forget yourself. Và nếu như bạn từ bỏ chính mình và quên chính mình, you going to walk in the way God wants you to walk because you are now focused on Him, not focused on you. Thì bạn sẽ đang đi trên cái con đường mà Chúa muốn bạn, bởi vì bạn tập trung vào Ngài chứ không phải bạn tập trung vào mình. Because God wants you to be focused on Him. Bởi vì Chúa muốn bạn tập trung vào Ngài. Do you know why He wants you to be focused on Him? Tại sao mà bạn biết là Chúa muốn mình tập trung vào Ngài không? See, God is not. Bởi vì Chúa không có self-centered. You know, it's not like you know me. I am the only one. You look to me. Ngài không phải là muốn tức là tập trung vào mình. You know, God is not like the North Korean leader Jung Hyun Moon or whatever his name. Là giống như là lãnh đạo Bắc Hàn đấy. You know, everybody have to just look to him. He's like a god. He's like a king. He's like mọi everything. Mọi người nhìn là phải bắt tôn sùng lên giống như thần đấy. You know, if you say anything wrong to him or don't respect him. Như ta ví dụ như là lỡ mà hành xử sai hay là nói mà thiếu tôn trọng. You're finished. Đối với thì là sao? Xong đời. See, God is saying to you to look to Him. Đức Chúa Trời khi mà nói với bạn là nhìn vào Ngài đấy. Because He loves you. Bởi vì là Ngài yêu bạn. He knows everything from the end, from the beginning. Và Ngài biết được mọi cái từ mọi cái cuối cùng ấy khi trước khi nó bắt đầu. See, he's not a God. He knows how you began and he doesn't know how you're going to end. Ngài biết cái nó bắt đầu nào và nó cũng kết thúc như nào, Chúa biết. He is a God. Và Ngài là Đức Chúa Trời. He knows your end from the beginning. Ngài biết được cái cuối cùng của bạn trước khi tức là kể từ lúc bắt đầu. See, even before you were conceived in your mother's womb. Và trước khi mà bạn ở trong lòng của mẹ, God know how you're going to be. Thì Đức Chúa Trời đã biết bạn sẽ chuẩn bị ra đời như thế nào. So he wants
His plan and purpose to be fulfilled, he wants you to walk in his ways and be led by the Spirit, because every step you're going to take is going to be a miracle, is going to be glorious in your life. Và Chúa ngài muốn kể rằng đó là mỗi một cái điều mà bạn thực hiện trong đời sống ấy, đó là trong cái đường lối với ý muốn của Chúa để làm vinh hiển ngài. But you know, in our life as we are living on the earth. Và trong đời sống của chúng ta sống ở dưới đất này. There will be a lot of temptations. Có rất là nhiều sự cám dỗ. Lot of challenges that we face in life. Có nhiều sự thách thức mà chúng ta đối diện trong đời sống. See, because we are still living on the earth with this flesh. Và bởi vì chúng ta sống ở dưới đất này còn trong xác thịt. See, this is a flesh. Xác thịt là đây này. My body. Đó là thân thể của tôi. See, the brown skin that you see. Cái da màu nâu ấy như bạn đang nhìn thấy ấy. This thing you see, this is not Samson. Và đây không phải là Samson. Samson is a spirit. Samson đó là linh. Samson is putting the suit, that the earthly suit, which is body, to live on the earth. Samson đang mặc cái gọi là một cái bộ áo của thân thể ở dưới đất này. See, I cannot live on the earth without this body. Và tôi không có thể sống ở dưới đất này ấy, mà nếu mà không có thân thể. I'll be a spirit that I'll be floating around. I mean, you know spirit is. Và nếu mà như vậy thì linh nó sẽ bay là. Let me say this. Để tôi nói cái điều này. When a man goes to the moon. Khi mà một người mà bay lên mặt trăng, they wear a thing called space suit. Space suit. Thì họ phải mang cái áo gọi là áo nhà du hành vũ trụ. You seen that space suit? Các bạn thấy cái áo của nhà du hành chưa? You know why? Tại sao vậy? He is in another world. Bởi vì là đi đến một thế giới khác. Another atmosphere, another temperature. Ở đấy, I mean completely different. Yeah, bầu không khí khác rồi nhiệt độ khác. There, he cannot live in this body. Bởi vì ở trên đó người đấy không có sống trực tiếp bằng cái thân thể này được. He need to put that space suit. Mà phải mang gọi là cái bộ áo du hành vào. I mean, to me look like they like a white ghost. You seen them? Đối với tôi nhìn thì giống như là white ghost. Like that. Một cái tà linh trắng, màu trắng. Một cái linh màu trắng bay là đà. See, they have to wear that. Và họ phải mặc cái đó vào. Because they are in another world. Bởi vì là người đấy bước sang thế giới khác. But actually who is inside? Yeah. An astronaut inside. Nhưng mà bên trong cái bộ áo đấy thì lại có cái nhà du hành vũ trụ bên trong. Astronaut. Cái nhà du hành vũ trụ ở trong. And the same way we, as long as we are on the earth. Cũng giống như vậy, khi mà chừng nào chúng ta còn sống ở dưới đất này. We need this earthly suit, which is earthly suit. Thì cũng có một cái bộ áo của đi ở dưới đất này. See, when the man comes out of the atmosphere. Và space. Khi mà người nhà du hành vũ trụ mà xuống dưới đất này thì sao? He takes it off. Thì không cần bộ áo này nữa, cởi ra. Because he doesn't need that anymore. Bởi vì người này không có họ không cần nữa. The same way, as long as we are on the earth. Cũng bằng cái đó, chừng nào mà chúng ta còn sống ở dưới đất này, we are going to have this earthly suit, the flesh, the body. Thì chúng ta cần phải mang cái bộ áo mặc, tức là cái thân chính thân thể của chúng ta đây. But we are not going to be led by this fleshly body. Nhưng chúng ta đừng để cho cái bộ áo này là tức là xác thịt ấy mà cứ dắt chúng ta đi đâu thì đi. We are going to be led by the spirit, that is which is real you. We're going to be led by that. Mà chúng ta hãy để cho chính Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta là ở trong chúng ta đấy. Because the spirit which is you was raised from the dead. Bởi vì là Đức Thánh Linh, tức là trong linh của bạn ấy, đó là đã khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Because our spirit was before dead. Bởi vì our spirit. Yeah. Linh của chúng ta ấy là it was before dead. It was before dead. Before we became a Christian, it was dead. À, trước khi mà chúng ta là Cơ Đốc nhân ấy, thì linh của chúng ta là chết. We were dead. Thì trước đó chúng ta là chết. Remember the Bible says. Kinh Thánh nói. We all were lived in trespasses and sin, and we were the children of wrath. We were died. Tất cả chúng ta đều phạm tội và là con cái của sự thịnh nộ. I mean,
you're still walking in the flesh. Và chúng ta bước đi đều cứ bước đi trong xác thịt. But your spirit was not alive. Nhưng mà trong linh của chúng ta lúc mà trước đó thì không có sự sống. But when you came to know Jesus Christ. Nhưng mà khi bạn có thể biết Chúa Giêsu Christ as your personal savior and lord. Là đấng cứu chuộc cho cá nhân mình. You received eternal life. Thì bạn nhận được sự sống đời đời. Remember the Bible says. Và Kinh Thánh nói Jesus Christ came to give life and life more in abundance. Chúa Giêsu ngài đến để ban sự sống và sự sống sung mãn. So what happened when we received Jesus? Và điều gì xảy ra khi mà chúng ta có Chúa Giêsu? Our dead spirit came alive. Linh mà trước khi vốn chết ấy, thì được sống trở lại. And that is what we show in the baptism. Và cái đó được bộc lộ ở trong cái sự báp têm. In the baptism, what is the symbol of baptism? Water baptism. Cái ý nghĩa và biểu tượng của sự báp têm là gì? We are buried the old man. The dead man is buried. Chúng ta chôn cái con người cũ chôn đi. When we come back out of the water. Và khi mà chúng ta sống lại, tức là chúng ta ra khỏi nước. We are coming back with a new life, the life that Jesus gave us. Thì chúng ta biểu tượng đó là một đời sống mới mà đời sống mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. And so we are now led by that Spirit. Và bây giờ chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Because the Holy Spirit. Bởi vì Đức Thánh Linh communicates with your spirit. Đức Thánh Linh ấy tương giao với linh của chúng ta. See, only the Spirit will speak to another spirit. Là tức là chỉ có linh thì mới nói chuyện được với linh. Holy Spirit will not speak to a sinner. Đức Thánh Linh không nói chuyện với một tội nhân. Holy Spirit will not speak to a person who is not saved. Đức Thánh Linh không nói chuyện với một người mà không được cứu. How can you speak to a dead person? Bạn có thể nói chuyện với một người chết hay không? I mean, you can go and cry, you can go and có thể đến được la khóc vân vân. Oh, why you left me? Oh, I'm so sad. I'm lonely. Tại sao lại bỏ tôi buồn khổ, you know, thế này. The person on the casket, they're going to be like this, no moving. Và trong cái hòm quan tài, cái xác chết vẫn cứ bất động. Because they are dead, they cannot hear you. Bởi vì là người chết không có nghe được nữa. But you can speak to a living person. Nhưng mà bạn có thể nói với một người sống. The same way, cũng bằng cách đó, Holy Spirit speaks to our spirit. Đức Thánh Linh nói với linh của chúng ta. And so we are kept free from the bondage of the old way, and the Holy Spirit is leading us in the new way, a way of freedom in Jesus Christ. Và Đức Thánh Linh đã gọi là đem chúng ta ra khỏi ra và bước trong sự tự do và bước đi trong sự tự do với Chúa Giêsu. You know, that is a spiritual redemption that Jesus Christ came to do for us. Và đó chính là sự cứu chuộc mà thuộc linh mà Chúa Giêsu đã đến để ban cho chúng ta. You know, when Jesus said, khi Chúa Giêsu nói, Father, Father, why you have forsaken me? Cha ơi, cha ơi, sao ngài lìa bỏ con? I mean, you know, actually, he didn't say Father. He said God, God, why you have forsaken me? Chúa không nói cha cha mà là Chúa nói Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi. See, all this time before, trước đó trong mọi lúc ấy, Jesus was only referred God as a Father. Thì Chúa Giêsu luôn luôn nói về Đức Chúa Trời là cha. Jesus only called Jehovah as a Father. Giêsu luôn luôn nói Jehovah là cha. You know, he said, I hear my father. Và Giêsu nói là ta nghe cha ta. I don't speak anything unless I hear what I hear from my father. Ta không nói một điều gì mà ta không nghe nơi cha ta. Jesus said, I came to do the will of my father. Giêsu nói ta phán rằng ta đến để làm theo ý muốn của cha. And even in the very beginning when Jesus was baptized in River Jordan. Và tự nhiên ngay cái lúc đầu mà lúc mà Chúa Giêsu được báp têm dưới sông Giô-đanh. There's a voice came from heaven. Thì có giọng nói từ trời. Do you know what the voice said? Các bạn biết là tiếng nói đó nói gì không? This is my beloved son in whom I am well pleased. God the Father was testifying that Jesus is his son.
Đức Chúa Trời Cha Ngài cũng đã làm chứng rằng Chúa Giêsu là con bằng tiếng nói rằng đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. All the time Jesus called God as a father. Và lúc nào Chúa Giêsu cũng gọi Đức Chúa Trời là Cha. But at the cross. Nhưng mà tại thập tự giá. At the cross. Tại thập tự giá. Jesus calling. Chúa Giêsu kêu. God, God. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời. Why you have forsaken me? Sao Ngài lìa bỏ tôi? You know what happened? Điều gì đã xảy ra? During that period of time, trong cái khoảng thời gian đó, Jesus was carrying all of our sin on him. Chúa Giêsu đã gánh mọi cái tội lỗi của chúng ta. Remember Jesus said in the Garden of Gethsemane? Chúng ta nhớ Chúa Giêsu nói tại trong vườn Gethsemane điều gì? Father, if it's possible, let this cup remove from me. Lạy Cha, nếu như có thể được, xin chi khiến cho chén này lìa khỏi con. Let me say this. Xin để cho tôi nói như thế này. Okay, here, this is the sin of the entire human race. Đây là tội lỗi của toàn nhân loại. From Adam to the very last person. Từ Adam cho đến người cuối cùng. Sin. Tội lỗi. And now Jesus have to drink this sin. Và bây giờ Chúa Giêsu phải uống tội lỗi này. And that's what Jesus was saying. Và đây là cái điều Chúa Giêsu nói. Father, Jesus was saying. Chúa Giêsu ngài phán rằng. If it's possible, I don't want to drink this. Chúa Cha, nếu có thể được, con không muốn uống cái chén này. That's what he said, cup. Và Chúa Giêsu nói đó là chén. Because Jesus was taking all of our sin. Bởi vì Chúa Giêsu ngài nhận tất cả mọi cái tội lỗi. What separates us from God? Điều gì đã ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời? Sin. Tội lỗi. See, sin is separates us from God. Tội lỗi đã ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. And now the very thing that separates us from God, God is saying to Jesus, you drink all of it. Và bây giờ chính cái điều ngăn cách con người với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời nói với Chúa Giêsu rằng đó là hãy uống cái đó. And that's what Jesus said, I don't want this. Và Chúa Giêsu vì thế cho nên Chúa Giêsu nói rằng ấy, con không muốn. But you know, the main reason that Jesus came, lý do chính mà Chúa Giêsu ngài đến. He came to set us free from sin, from bondage of sin. Chúa Giêsu ngài đến để mà giải phóng chúng ta khỏi trói buộc cho được tự do. Jesus did not do that. Nếu như Chúa Giêsu không thể làm điều đó, he would be just like any other man on the earth. Không làm điều đó thì chúng ta cũng giống như bất kỳ một người nào dưới đất này mà thôi. He'll be like Mahatma Gandhi. Thì có thể giống như là Mahatma Gandhi thôi. He'll be like Martin Luther King. Giống như Martin Luther King, một lãnh tụ nào đó. He'll be like the South African, what is his name? Nelson Mandela. Thì giống như là Nelson Mandela, những lãnh tụ. He'll be like Buddha, he'll be like some other people. Giống như là Phật hay là vân vân. But Jesus, nhưng Chúa Giêsu is different from all of them. Ngài khác biệt với mọi. They may say something good. These people may did something good. Những người đó tuy họ có làm điều tốt. But Jesus did not come to do good things. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài không chỉ đến để làm điều tốt thôi. He came to set you free. Ngài đến để mà cứu bạn.